con gara xuống ở dốc rất là hay. Gara đi Đông Xuân đi Chợ Trúc trên là đuổi nha mọi người. Mọi người xem video nhớ follow em một kênh, một follow chia sẻ cho em. Mọi người xem phim cho mình một like và một follow. Quẩy nghiêng thật sự. Cũng là đi xuống dốc nghiêng. Đường quá dốc mọi người ạ. Hôm nay đi Chợ Trúc xuống dốc nhỉ. Đường rất là xấu luôn. Nhìn trong điện thoại cũng không dốc lắm nhưng mà ngoài thì dốc lắm nhỉ. Còn đi xuống dốc nữa. Lắc quá mọi người ạ. Rất là dốc mọi người nhá. Như thế này cũng dốc cho lắm luôn mà ngoài đây thật thì rất là sâu dốc luôn nha. Gara Đông Xuân nha mọi người. Chợ Trúc.
chở trục xuống dốc nè. Nghiêng nghiêng. Xuống dốc thật mọi người ạ. Đường như này thì xuống dốc chợ đấy. Đường quá là dốc luôn nha. Đấy. Nhìn vào điện thoại nó không dốc bằng ngoài đời nhưng mà ngoài nó dốc nha. Khá là nghiêng. Trên đùi nha. Chở rất là nhiều luôn. Đường thì cũng hơi cổ kỳ nha. Cực kỳ là dốc. Trong này điện thoại nó như này thôi nhưng mà ngoài đời thật thì rất là dốc nha. Lại còn cù kề nữa. Dốc thật. Này dốc thật nha. Đường rất là dốc. Đùa đây đó. Bây giờ đang lùi nha. Đường cua gấp quá cua không được. Phải lùi. Lùi xong mới tiếp tục đi được. Rất là nhiều luôn. Đó, đường rất là dốc. Nó còn chở rất nhiều chút nữa nha. Rất là dốc nha. Đường rất là gù ghề nha. Rất là dốc mọi người ạ. Đoạn này là dốc thật nha. Cực kỳ dốc luôn. Muốn kiếm tiền cũng không dễ đâu. Đường rất là dốc nha. Đang xuống đến núi số 1.
Mua nó có tiền. Xuống dốc phanh rất là nóng nha. Đường dốc thì xuống dốc bánh xe rất là nóng. Nghèo quá ghê. Đoạn này là bắt đầu sắp lên dốc nha. Sắp đến đoạn leo dốc rồi nha. Đường rất là gồ ghề nha. Này là hơi dốc rồi nên là phải đi xuống chậm nha. Đoạn này là đi dốc nha. Đoạn này là phải đi xuống chậm. Đường mình đeo rất là dốc. Đây chở rất là nhiều dốc luôn. Đường đeo rất là dốc luôn. Dốc thì còn tương đối nhiều nha. Đến đây là bắt đầu đi xuống nhanh. Đoạn này là tương đối không dốc cho lắm rồi. Đoạn này đẹp hơn nhiều. Đây là rừng bắt đầu đi xuống nhanh lên. Cũng khói luôn. Đi số cao hơi khói.
đến tuần này là cũng không gấp cho lắm rồi. Rất nhiều nha, chúc rất là nhiều, chúc ngày tầm 3-4 mét gì đó. Cái đoạn này là bắt đầu đi xuống cao hơn rồi nha, chúc rất là nặng, chúc về tầm 3-4 mét gì đó. Rất nhiều luôn mọi người ạ, rất nhiều luôn. Bắt đầu là hết đường nhỏ, đến đoạn này là đường to hơn. Đó, đường rất là xấu luôn. Và đường rất là gồ ghề nhé. Rất là xấu luôn. Đến đoạn này là bắt đầu đẹp rồi nhá, đường bắt đầu đẹp dần rồi. Chở rất nhiều luôn nè, rất nhiều trúc. Này tầm 3-4 mét thôi. Bây giờ đến đoạn này là cũng đi hơi nhanh nên mình cũng đuổi cũng không kịp cho